Thưa quý vị và các bạn, ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ 2 đã quy tụ được rất nhiều loại nông sản trái cây đặc trưng của vùng trọng điểm cây ăn quả và một số địa phương có diện tích cây ăn quả lớn trong tỉnh. Ngoài sự mở rộng về quy mô, phong phú về chủng loại, tại ngày hội trái cây năm nay cũng đã xuất hiện những loại trái cây mới lần đầu tiên được trồng ở Lục Ngạn. Loài hoa quả mới đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng và du khách. Lần đầu tiên đến với ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn, bà Đinh Thị Minh Hạnh, một du khách từ thành phố Hà Nội, không khỏi ngỡ ngàng về sự phong phú đa dạng của các loại trái cây trưng bày quảng bá tại đây. Suy nghĩ của bà Hạnh về chất lượng của những loại quả có múi ở Lục Ngạn thay đổi. Tôi nghĩ là cam thì phải là cam Vinh ngon nhất, nhưng mà đến đây thử cam thì thấy cam rất là ngon. Tôi cũng lần đầu tiên được nhìn thấy những cái loại cam đỏ này rất là đẹp và bắt mắt, và ăn thử thấy là rất là ngon. Tại ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ 2, một số doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đã trưng bày giới thiệu loại cam Cara ruột đỏ không hạt. Đây là một loại mới được trồng thử trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Ban đầu chúng tôi mới là dòng thí nghiệm. Chúng tôi muốn từ cái này chúng tôi nhân rộng, liên kết với các hộ dân, nhân rộng cái sản phẩm này ra trong vùng cây ăn quả Lục Ngạn. Hiện nay chúng tôi đã có và xuất về Hà Nội để quảng bá về cái cam Cara này. Và chúng tôi muốn rằng thông qua cái hội chợ, hội trái cây Lục Ngạn để quảng bá với bạn bè trong nước và ngoài nước, và muốn nhân rộng cùng với cái cam Cara này với các hộ sản xuất, các hợp tác xã sản xuất để đạt cái sản phẩm an toàn nhất. Cam Cara ruột đỏ không hạt là một loại cây ăn quả có xuất xứ từ Venezuela, du nhập qua Mỹ, sau đó đến Úc, có giá trị dinh dưỡng cao. Ngay trên phạm vi cả nước hiện cũng có rất ít địa phương trồng loại quả này. Gia đình ông Nguyễn Duy Tuấn ở xã Thanh Hải cũng mới trồng loại cam này một thời gian. Trong ngày hội trái cây năm nay, ông còn đem trưng bày nguyên cả cây cam ruột đỏ. Thì bây giờ là đưa vào dòng thì là đã cho thu hoạch từ năm ngoái, năm nay rồi. Nhưng mà cũng chưa có sản lượng để mà bán quả lớn. Thực ra là nó mới dòng. Nhưng mà tương lai là chúng tôi sẽ dòng nhiều cái cây này. Tại ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn năm nay có rất nhiều loại cây có múi mang thương hiệu của Lục Ngạn được quảng bá. Đó là cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi da xanh Lục Ngạn và nhiều loại quả khác đang trong thời vụ thu hoạch. Sự phong phú đa dạng về chủng loại cộng với việc có những quả mới lần đầu tiên xuất hiện đã cho thấy sự nhạy bén, chủ động của người làm vườn Lục Ngạn trong việc tìm tòi giống mới, mạnh dạn chuyển dịch giống cây trồng nhằm làm gia tăng giá trị nông sản, hiệu quả sản xuất.